Hello, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ test cái skin mới nhất của Tôn Thượng Hương cho mọi người xem nha. Mọi người, cái skin này nó ra cách đây cũng 2-3 tuần rồi, nhưng mà tới hôm nay mình mới có dịp để mình làm video cho các bạn, mình test skin cho các bạn xem. Thì hôm nay mình sẽ đối đầu với lại ngu cơ nha mọi người. Thì cái kèo Tôn Thượng Hương ngu cơ này level 1, mọi người cố gắng ép nó nhiều nhất có thể cho mình nha mọi người. Tức là khi mà đang level 1 thì đánh không lại mọi người đâu, cho nên là mọi người cố gắng ngon pha này mình bắn hai viên chí mạng luôn rồi nó chết chắc rồi mọi người ơi. Nè chạy, ok, nó không kịp tóc biến rồi. Chân lạc đi đâu đây? Ui, có biển thước nữa mọi người, con biển thước, biển thước đánh đau thật sự luôn mọi người à. Có thái văn cơ hồi máu lại cho mình được chút ít rồi đây. Biển thước cũng vừa được tăng sức mạnh mọi người à. Và cái con này thì mình cảm thấy bản thân của nó là đánh đã đau sẵn rồi, nó còn rút độc hồi máu này nọ cho đồng đội nữa mọi người. Về cuối game thì nó hồi máu rất là nhiều luôn, có khi lại hồi nhiều hơn cả thái văn cơ đó mọi người. Cho nên là nói chung là cuối game thì team địch nó khá là khó chịu mọi người. Còn cái kèo mà mình đi với ngu cơ thì level 1 thì mình có thể ép được nó. Còn kể từ mà level 2 hoặc level 4 này nọ trở đi thì mình phải gọi là phải kiểu tùy trình mọi người ơi. Bởi vì về đúng theo mặt lý thuyết á, thì con ngu cơ nó sẽ là một con người ta thường để bích, để đối đầu với Tôn Thượng Hương. Khi mà bên bên địch đã bích Tôn Thượng Hương trước thì thường là mình sẽ bích ngu cơ để giống như là một kèo khắc chế nhẹ vậy đó mọi người. Nhưng mà nói khắc chế nhẹ vậy thôi, nhưng mà nếu Tôn Thượng Hương mà đánh hay á, thì ngu cơ đánh cũng không lại đâu mọi người. Mình sẽ câu cái chiêu 2 của nó nha mọi người. Đó rồi, nó mất chiêu 2 rồi nè. Con ngu cơ này các bạn đánh không hay mọi người, rất là dễ bị mình câu chiêu 2 luôn. Rồi bây giờ nó chết chắc rồi. Đó, ok mọi người. Tại vì mình cũng có mấy lần mình bích con ngu cơ này để mình đi với Tôn Thượng Hương, nhưng mà mình chơi con ngu cơ đó gà quá, mình bị Tôn Thượng Hương hành luôn mọi người. Cho nên là mình mới nhận xét là cái kèo này thì cũng tùy trình, nếu mà ngu cơ gà thì Tôn Thượng Hương vẫn có thể ăn được. Còn nếu mà về đúng rồi là chính xác này nọ ngang trình thì mình nghĩ ngu cơ vẫn là kèo trên nha. Nhưng mà có vẻ ngu cơ trận này team địch nó đánh không hay rồi mọi người. Mình sẽ cố gắng mình cấu rỉa con chân lạc này nha mọi người. Ui, con biển thước đâu ra vậy, nó cứ xuống đây hoài luôn mọi người. Thôi đau quá mà mọi người ơi, con biển thước này đúng mạnh luôn. Team địch nó cứ ỉ là nó mạnh đầu trận xong nó vô đây hoài luôn mọi người. Kiểu như Khải bây giờ không thể nào mà đánh được chân lạc, mộng kỳ với là biển thước, ba con nó đi chung thì đánh không lại mọi người. Cho nên là bọn nó, ôi trời, được rồi, con Tôn Thượng Hương cái lòng nhầm cái con ngu cơ này làm cái gì rồi, bắn mình ghê thế. Rồi hết chiêu 2 này mọi người, nó hết chiêu 2 rồi mọi người. Mình sẽ chiêu tóc biến và mình chiêu 2 nó mình bắn thật khục rồi mọi người ơi. Pha này mình định dồn đam nó luôn, nhưng mà nó đi xa quá rồi, mình canh hơi hụt rồi, mình chà. Ơ đây cái gì đấy, ê cái gì đó. Ngon mọi người ơi. Ngu cơ này nói chung mọi người thấy không, nó khá là gà luôn mọi người. Cho nên trận này chơi mình thấy là khá là nhàn anh em ạ. Thôi mình sẽ cố gắng lấy luôn cái trụ này nha mọi người. Rồi ok, mình sẽ vô phụ Khải. Mình thấy Khải bị mộng kỳ quánh. Khải chết luôn rồi hả. Định nói vô phụ Khải mà thôi, con mộng kỳ nó nhìn cũng mạnh quá nên thôi mình kiếm cái bụi này mình biến về thôi mọi người. Đánh không lại tụi nó nữa đâu. Còn nó bây giờ mộng kỳ quá mạnh rồi. Cái con mộng kỳ này nãy giờ nó cứ vô rừng của mình, nó ăn hiếp Khải hoài luôn mọi người. Bây giờ mình sẽ vô mình phụ Khải nha. Nãy giờ nó vô nó cướp không biết là bao nhiêu lần rồi đó. Nó ỉ nó cái chất tướng của nó này nọ mọi người. Thì mình nghĩ nếu mà mộng kỳ đánh với Khải thì Khải đánh không lại nha. Còn nếu mà Khải bật anti thì may ra đánh cũng có thể là ngang đi. Nhưng mà mộng kỳ vẫn có cái chiêu để chạy được. Mộng kỳ có thể quay lại đánh Khải lúc mà Khải rồi là hết anti. Nói chung mình đánh với mộng kỳ với Khải thì mộng kỳ vẫn mạnh hơn mọi người à. Nên nó có biết mình trong đây không vậy? Rồi, nó chết map nó biết rồi mọi người ơi. Thì khi mà nó hất tung lên mà hất tung trúng người nó sẽ nghe tiếng và nó biết mọi người à. Team địch bây giờ ép trụ dữ lắm rồi mọi người. Mọi người thấy không? Gọi là đầu trận thì tới bây giờ mạng team mình lúc nào cũng hơn hết. Là do bọn nó đánh ẩu này nọ, chứ không phải là do kiểu như là chất tướng bọn mình hơn đâu. Mình không cảm giác là chất tướng trận này của mình hơn mọi người. Chỉ may ra có lão phu tử rồi đi đúng đường, còn con đi top của nó là lỗ ban hơi tròn thôi, chứ còn những lane khác thì mình vẫn cảm thấy là chất tướng bên nó mạnh hơn bên mình mọi người. Rồi này thì mộng kỳ với chúng tôi đó, con chân lạc cực kỳ khó chịu luôn. Đây có con ngu cơ nè mọi người, con ngu cơ để có giết được con ngu cơ không. Ngu cơ giết được rồi, ok, giết được ngu cơ mọi người, double kill ngon anh em ơi. Lại là con biển thước nè mọi người, biển thước nó đánh rất là đau luôn, rồi mình chết mất rồi. Đó, mọi người thấy không, con biển thước vừa được tăng sức mạnh cực kỳ mạnh luôn mọi người. Bây giờ team mình cố gắng rồi là ép lên nha mọi người, gọi là ép lên, phá được càng nhiều trụ càng tốt, có thể win luôn phút này cũng được mọi người.
cũng đã 11 phút rồi. Nếu mà để lâu thêm một tí nữa thì khá là khó đánh, tại vì mình phân tích kiểu như là con lỗ ban này nè, lỗ ban sấy khá là đau nè, inti của nó cũng cực kỳ rộng trong giao tranh luôn, team mình rất là khó giao tranh trong cái inti của lỗ ban, mà nó còn có biển thước chân lạc này nọ bảo kê đó mọi người. U con mộng kỳ to béo này làm gì đây, mộng kỳ ảo tưởng mọi người à, mộng kỳ con này nói chung là chết với mình à. Rồi ok, chung con này nó đánh rất là láo mọi người, nó đánh không hay, mình cảm giác nó là tết tướng nhưng mà nó đánh rất là máu lửa, nó đánh vô cướp bùa các kiểu, con đà điểu ghê gớm lắm mọi người. Mình sẽ lợi dụng cái điểm yếu đó để mình giết nó nha, tại vì nãy pha nãy nó không ảo tưởng nên không chết đâu. Đây con biển thước nè mọi người, lại con biển thước ảo tưởng cũng không kém gì cái con ui đau quá mọi người ơi, ngu cơ bây giờ mạnh dữ gì ta, mình sẽ cố gắng mình giết ngu cơ nha. Ôi rồi né ứ cái pha này mình định lách qua bên phải rồi, mà mình đó là mình đã lách rồi nhưng mà kiểu như lách không kịp mọi người, mình hết cái chiêu một rồi. Pha này nói chung khá là tiếc mọi người à. Trời đất ơi, Khải quánh ngang lỗ ban luôn mọi người, thấy không, Khải mạnh như vậy mà quánh ngang kèo lỗ ban à mọi người. Lại vào rừng cướp bóc này nọ, bọn này là phải trừng phạt tụi nó thôi mọi người. Con mộng kỳ to béo này định thoát ra nhưng mà bị lão phu tử trói mà vẫn thoát được mọi người. Bây giờ nó trâu quá rồi mọi người ơi, bây giờ nó lên kiếm giảm sát thương này nọ rồi. Nó lên lên đam nữa, đứng lại ngoài quánh nó, nó cào cào hai ba cái là chết luôn Khải chứ đừng nói là mình mọi người. Bởi cái con mộng kỳ này chơi rất là nguy hiểm, con này rất là ít người chơi nhưng mà kiểu chơi rồi thì cực kỳ thấy khó chịu luôn. Mình phải lên cái cây kiếm hút máu thì mình mới đánh, may ra mình đánh lại đó mọi người, chứ không thôi là đánh kiểu không bao giờ đánh được lắm mọi người. Mình sẽ tìm góc mình bắn vô tim địch đó, mọi người thấy không, cái nội cái anti lỗ ban nên là đã thấy khó chịu rồi, thêm anti chân lạc này nọ nữa. Mấy bạn vào mà không cẩn thận rồi bị nó hất tung rồi nó còn biển thước tích dấu rồi ngu cơ chiêu một này nọ nữa mọi người. Rồi mà mọi người vô mọi người sóc đam, ví dụ sóc đam chủ lực á, sóc đam con lỗ ban không chết nè, rồi hoặc là sóc đam con ngu cơ không chết thì mọi người biết là mọi người cái kết cục như thế nào đó mọi người. Mình vẫn sẽ cố gắng tìm góc nha. Đấy, con mai là một ví dụ điển hình đó mọi người, nó vô nó sốc không chết ai luôn kìa mọi người. Nó vô nó sốc không chết là do con biển thước nó hồi máu mọi người à, không chết con chân lạc luôn. Pha này mình anti hơi lỗi mọi người, tự nhiên mình anti qua phải một tí, cái pha này mình anti thẳng thì ok hơn. Ôi trời đất, mình xém chết rồi mọi người, hay quá. Nhưng mà team địch lấy được một cái đường mega ở mid luôn rồi, mọi người thấy team mình ăn mạng này nọ, mạng thì thắng các kiểu con là điểu nhưng mà đánh thì rõ ràng đánh không lại mọi người, bởi vì chất tướng của bọn nó hơn quá mọi người ơi. Team mình thì đầu trận thì may ra là dùng kỹ năng đè bọn nó được, chứ cúp cuối thì khó đánh do chất tướng, do cái con biển thước này nó vừa được tăng sức mạnh, nó hồi máu rất là nhiều, và hơn nữa là nó cũng kiểu đi chung chung khó chịu mọi người, rất là khó chơi luôn. Bây giờ là mình chỉ có thể là tạt trái hoặc là tạt phải, mình tìm góc mình bắn, cố gắng rồi mình bắn làm sao mà cho chết được một trong bốn con này, một trong bốn con thôi là ok rồi mọi người. Thì team nó sẽ nát nha, bốn con đó luôn luôn đi chung với nhau thì mới mạnh được. Chỉ cần một con, nhất là biển thước này, mình cần phải giết con biển thước. Con biển thước chính là một cái gọi là mấu chốt mọi người. Ưu tiên nhất là con biển thước, thứ nhì là con lỗ ban, rồi mới tới con ngu cơ, rồi cuối cùng là con chân lạc mọi người. Nói chung ưu tiên giết con biển thước trước nha, nói ưu tiên vậy thôi nhưng mà giết con nào cũng được mọi người. Bây giờ thì nó bọn nó, mọi người thấy không, con ngu cơ bây giờ nó bắn mình một viên cũng cả khúc máu rồi mọi người, khó chịu quá luôn ấy. Lỗ ban nó lên rồi giảm hồi máu luôn rồi, rồi giết được con mai bên mình luôn rồi đó mọi người thấy kiểu. Đây có con mộng kỳ đi lẻ, giết con mộng kỳ cũng được mọi người. Từ mình định thôi mình giết mộng kỳ đi, thì nói chung là mình cũng phân vân không biết giết mộng kỳ lỗ ban mà thôi, giết mộng kỳ mọi người. Đây con mộng kỳ mình đánh được mọi người, tại vì mình có cái đồ cái kiếm hút máu rồi, mình đánh sẽ không thua mộng kỳ. Và cái chiêu 2 của mình nó cũng đã giảm một phần nào giáp của mộng kỳ rồi, mộng kỳ cũng lên đam cho nên là máu nó cũng không trâu quá đâu mọi người. Rồi ok, mid đang đánh nhau rồi mọi người. Con mai nãy giờ nó cứ xong vô nó mọi người thấy không, sốc không chết là con biển thước nó hồi lại hầu như là đầy cây hết luôn đó. Nói chung biển thước bây giờ nó quá mạnh mọi người ơi. Rồi đó, mình sốc không chết lỗ ban đúng không, một hồi nó sẽ hồi máu lại cho lỗ ban nha. Mình sẽ cố gắng mình tìm, đây con biển thước ngu nè mọi người. Rồi ngon chí biển thước rồi, ok mọi người ơi, xong. Bây giờ mình sẽ ăn những con này, mình lấy lại tí máu rồi mình sẽ lên mình tái giao tranh nha. Biển thước chết rồi team nó cũng nát thôi đó, mọi người thấy mình nói có sai không, chỉ cần con biển thước chết thôi là team địch nó tan rã liền mọi người. Thôi có Khải phá trụ rồi mình sẽ về mình thủ nhà nha.
thì để lão phu tử với Khải này nọ phá cũng ok. Thì on lên ôi sao kìa, sao lão phu tử lại về thế kia, pha này lão phu tử lên luôn, còn cái con đó thì mình thủ cũng được mọi người. Thôi không sao mọi người, này pha này lão phu tử lên thì ok hơn. Có nên à, không ăn bồi xanh đâu mọi người, mình đang phân vân có nên ăn hay không, nhưng mà thôi lên luôn mọi người à. Mình sẽ lên cái kiếm giảm hồi máu này đi. Mình ghét con biển thước quá, biển thước nó hồi máu quá nhiều mọi người à. Này con mộng kỳ này làm gì đây, bây giờ nó đánh cũng kiểu kỹ hơn rồi mọi người, nó không có dám ảo tưởng nó xông ra ngoài nữa. Team mình đã mất cái cơ hội on lên win trận này rồi, thì bây giờ lại phải đánh nhau cái thế như hồi nãy nữa, lại mình lại phải cần bắt trúng những cái con chủ lực bên đó nữa mọi người. Lỗ ban cũng sắp ra rồi, đúng là team địch trận này nó có 3 trừng trị luôn mọi người, cho nên là đầu trận bọn nó ép rừng mình rất là ghê. Mình xin con bùa xanh này nha mọi người. Ok, mình xin con bùa xanh này đó, để mình cố gắng mình farm, mình đủ tiền mua cái giáp hồi sinh đó mọi người. Đẩy thêm những cái con lính này cao cao thêm tí nữa. Ok, đủ tiền giáp hồi sinh nữa nè, bán dài là đủ mọi người. Ok, mình sẽ mua cái giáp hồi sinh để có gì mình sốc không chết nó giết mình còn hồi sinh lại được mọi người. Soạn mua cái kiếm hút máu đi, mình không mua cái liềm đâu. Mình chơi AD mình ghét lên cái liềm đó, nó chỉ có nửa giây sống không được bao lâu đó, mọi người. Mọi kỳ ăn được con rồng rồi nè. Ôi đôi đôi chân lạc, chân lạc. Chân lạc cũng lên giảm hồi máu rồi nè mọi người, tìm địch nhiều giảm hồi máu quá rồi. Mộng kỳ làm gì vậy, mình sẽ giết mộng kỳ trước nha, không giết nó cứ mình mọi người không giết mọi người không để ý nó cứ đứng nó cào 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 hồi là chết rồi nào không hay mọi người. Ok, giết được mộng kỳ này, nó cào xém chết mai lão phu tử với thái văn cơ luôn. Ôi nhưng mà trên này team địch cũng chết gần hết rồi, trò đó coi còn mỗi 2 AD thôi. Ok, giờ team mình win rồi mọi người. Ui lão phu tử vừa định nói luôn, lão phu tử thế nào cũng bị cái con nó thục chết, bị thục chết thiệt mọi người. Lão phu tử này không để ý, kiểu không để ý, với lại cái pha nó cũng kiểu về không kịp đó, con lính nó dơ cái ta nó thục vô rồi chạy cũng nổi mọi người. Ok thì mình chỉ còn mình với thái văn cơ ra, hai người sống sót cuối cùng thì ba bắn luôn cái nhà không có nhay nha mọi người, nhay là lại thua lại đấy. Mình sẽ vô mình cho cái trò nhà bắn cái cho ngầu nè mọi người đó. Rồi ok, thì video của mình cũng xin được phép kết thúc tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình tới giờ phút này. Nếu mọi người thấy video của mình hay thì hãy cho mình một like và một subscribe nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở các clip sau. Bye bye.